Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thơ. Hôm nay mình 42 tuổi. Mình hiện tại đang sống tại Từ Sơn. Mình trước kia ấy thì cái răng miệng của mình nó cũng hơi kém. Là mỗi lần mình ăn những cái đồ ăn chua hoặc là lạnh thì đều bị buốt răng. Thế thì mình cũng tìm đủ mọi những cái loại kem đánh răng, rồi ở trên thị trường người ta cứ quảng cáo cái nào thì mình mua cái đấy mình về mình dùng. Thế nhưng mà cũng không thấy hiện tượng cải thiện sau khi đánh răng, nhất là cái vấn đề mà buốt chân răng và chảy máu răng chân răng ấy. Thì mình được một người bạn giới thiệu cho mình cái dòng kem đánh răng thảo dược của D-Nature. Sau khi mình trải nghiệm sản phẩm kem đánh răng này, mình sử dụng 1-2 lần thôi là mình cảm nhận thấy cái sự thay đổi rõ rệt. Thứ nhất là cái miệng của mình sau khi đánh răng buổi tối thì sáng sớm hôm sau sau ngủ dậy thì mình không cảm thấy nó hôi miệng nữa. Sau khi sử dụng 1 tuần, mình ăn kem này và ăn những đồ chua không bị két răng và không bị ê bút chân răng nữa. Và sau 1 tháng sau thì nó cải thiện hoàn toàn, là mình ăn thoải mái, thậm chí mình cắn cà đá, ăn chanh, ăn những quả sấu chua đấy mình nhai đôn đốc mà mọi người còn cảm thấy là ôi ôi, nhìn bạn ăn thế kia mà hỏng hết cả răng. Nhưng mình bảo không, yên tâm, em sử dụng sản phẩm kem đánh răng thảo dược vừa rồi thì em thấy rất là ok. Vâng, những ai mà đang gặp những cái tình trạng vấn đề về